Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 156 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Một đạo vô ý ấn của Giang Nam rơi vào trong thiên đạo lạc ấn của Tử Tiêu Thần Đế. Chỗ búa quang mở ra, phảng phất từ trong hư không lại một lần nữa mở ra một chư thiên vạn giới. Bất quá, Giang Nam mở chư thiên vạn giới rất nhanh ở dưới thiên đạo của Tử Tiêu Thần Đế áp bách mà sụp đổ, không cách nào thành hình. Diệt thế! Giang Nam gầm lên, thế giới trong đôi mắt chôn vùi. Thức thứ hai vô ý ấn bộc phát ra như là vô song tinh đấu, đem nguyên một đám thế giới thôn phệ, luyện nhập bên trong, hóa thành hồng mông hỗn độn. Những nơi uy năng của một thức này đi qua, thiên đạo lạc ấn của chư thiên vạn giới không ngừng sụp đổ, không ngừng bị hắn hóa thành hỗn độn hồng mông. Bất quá, thiên đạo sinh sôi không ngừng, hư không cùng chư thiên vạn giới cũng không ngừng mà chôn vùi. Đồng dạng không ngừng diễn sinh, sinh sinh diệt diệt, vô cùng vô tận, căn bản không cách nào mà phá vỡ. Sắc mặt của Giang Nam ngưng trọng, liên tục hai thức vô ý ấn, thậm chí ngay cả trong đồng tử của Tử Tiêu Thần Đế diễn biến thiên đạo lạc ấn cũng không có thể phá vỡ. Cái này để cho hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Hóa tiên! Hắn rốt cục cũng sử xuất một kích cuối cùng. Một kích này hắn hết sức thăng hoa, tiên quang bay vút lên, động hà phi thăng. Hắn một kích này mục đích là vì phá tan thiên đạo trói buộc, khiêu thoát khỏi ra ngoài, nhảy ra khỏi thiên đạo, không có ở trong ngũ hành, tiêu diêu tự tại, hóa thần thành tiên. Thân hình của hắn hóa tiên mà đi, có một loại xây dịch biến hóa chi năng, một đạo tiên quang phi thăng sáng lạn chói mắt. Hắn cảm giác được mình sắp khiêu thoát ra ngoài, thế nhưng mà vào lúc này phảng phất đột nhiên đụng vào một cái bình chướng vô hình. Giang Nam đem hết toàn lực thả người nhảy lên, lại thủy chung không cách nào đột phá tầng bình chướng này, ngược lại bị đâm cho đầu rơi máu chảy, ngã quay trở lại bên trong thiên đạo của chư thiên vạn giới. Hắn bị nhốt ở trong thiên đạo lạc ấn của Tử Tiêu Thần Đế, không cách nào mà đánh đi ra ngoài được. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất chứng kiến đôi ánh mắt ở phía trên chư thiên vạn giới kia. Ta còn không có làm được, từ xưa đến nay cùng cảnh giới vô địch. Khí tức của Giang Nam suy sụp, trong nội tâm thở dài một tiếng. Trong thiên kiếp xuất hiện Tử Tiêu Thần Đế, đồng dạng cũng là trường sinh thiên cung cảnh giới, cũng không có vượt qua trường sinh thiên cung hạn chế, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác không thể địch nổi. Trên thực tế, cùng cảnh giới là vô địch rất khó làm được. Từ xưa đến nay, năng nhân bối xuất, trước có Tử Tiêu Thần Đế, sau có Quang Vũ Thần Đế, Giang Nam tự nghĩ ở cùng cảnh giới mình chưa chắc là đối thủ của hai người. Tử Tiêu Thần Đế cường đại đã có thể thấy được lốm đốm, mà Quang Vũ chuyển thế trọng sinh cũng là một nhân vật cường đại đến đáng sợ. Ngụy tiên thể của hắn đạt tới cực hạn, bản thân lại là một loại thần thể, ở trong vọng tiên đài rèn luyện ngàn năm, nội tình đã vô cùng hùng hậu. Nội tình của Giang Nam so với hắn thua kém một bậc, bởi vậy lúc cùng cảnh giới Giang Nam tất nhiên kém hắn một đầu. Mà hai thần đế này tầm đó lại là nhân vật tài hoa tuyệt thế, mỗi một vị đều là tinh tú của thời đại kia, là cường giả vô địch, là nhân vật kinh thái tuyệt diễm, đạt tới một loại thành tựu cực hạn. Trong bọn họ có thần thể, cũng có tiên thể chính thức, có bình thường chi tư, cũng có tư chất kinh thế. Có rất nhiều người đạt tới cảnh giới mà chư thiên vạn giới trong 5.000 vạn năm qua không người nào có thể đạt tới, cũng có người đột phá mà thành tiên. Giang Nam bi ai ở chỗ thời đại hắn sinh trưởng đã không có thiên đạo nguyên vẹn, thiên đạo không trọn vẹn làm cho không người nào có thể đem thiên đạo nghiên cứu đến mức tận cùng, cho nên hắn ở cùng cảnh giới không có khả năng vượt qua Tử Tiêu Thần Đế, sinh ra ở thời đại thiên đạo nguyên vẹn. Nội tình kém liền phá không mở, phá không mở sẽ bị nhốt. Hôm nay thiên đạo không trọn vẹn, nhưng Tử Tiêu Thần Đế giải thích thiên đạo hoàn mỹ, có thể để cho ta bổ toàn bộ đạo giải thích này. Giang Nam tĩnh hạ tâm lai, lặng lặng ngồi ở trong thiên đạo thế giới do hai con ngươi của Tử Tiêu Thần Đế biến thành. Quanh thân vô số đạo vân tuôn ra, hóa thành thần ma, nhắm bốn phương tám hướng mà đi, khoảng chừng gần ngàn vạn thần ma hư ảnh.
Ba tòa thiên cung của hắn đều không tồi, thậm chí Câu Trần đại đế, Hậu Thổ đại đế, Trường Sinh đại đế tọa trấn trong nội cung cũng từng người mà đứng dậy lao tới các nơi của thế giới. Tử Tiêu thần đế cũng không có chủ động công kích những hóa thân này của hắn. Hai con ngươi của hắn diễn biến thiên đạo thật vô tư, như thế nào sẽ công kích sinh linh bên trong thiên đạo đây? Thân hình Giang Nam lay động, lại có lục đại hóa thân đi ra, đồng dạng cũng lao tới các nơi, lại có vô số máu huyết từ trong cơ thể hắn bay ra, rơi xuống đất, hóa thành nguyên một đám Giang Nam, rơi vào bên trong thiên đạo, biến thành chư thiên vạn giới. Hóa thân của hắn đã đạt tới 2000 vạn, khí tức của hắn kịch liệt suy sụp, chỉ còn lại có thân thể, tất cả pháp lực đã biến ảo mà ra. Trong truyền thuyết, có chút thần tôn thần quân có thể hóa thân hàng tỷ hóa thân có thể làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như du lịch chư thiên vạn giới, gia tăng kiến thức của mình, kinh nghiệm thế sự, từ bên trong thế tục lĩnh ngộ ra đại đạo, suy diễn công pháp thần thông, vân vân. Loại thủ đoạn này để cho thần tôn thần quân trong một ngày lĩnh ngộ liền tương đương với người khác lĩnh ngộ hàng tỷ ngày. Chỉ là thần quân thần tôn rất ít mà làm như vậy, dù sao đem tu vi của mình hết thảy biến thành hóa thân sẽ để cho thực lực của bọn họ sâu sắc giảm xuống, dễ dàng bị đối thủ thừa dịp. Nếu như bởi vậy mà chết ở dưới công kích của đối thủ, vậy thì có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Tuy Giang Nam không cách nào mà làm được một bước này, nhưng 2000 vạn hóa thân đã là thành tựu không phải chuyện đùa. Hóa thân của hắn trải rộng ra các nơi, tựa như sinh linh trong thế giới thiên đạo của Tử Tiêu thần đế, từng người suy diễn thiên đạo. Vô số tin tức giải thích hỗn loạn nhao nhao hướng trong đầu Giang Nam vọt tới, để cho hai con ngươi của hắn sáng tắt bất định. Lĩnh ngộ trong một ngày liền cơ hồ tương đương với người khác ngàn vạn ngày lĩnh ngộ. Những tin tức giải thích này cực kỳ phức tạp, bản thể của Giang Nam hội tụ sửa sang lại, để cho hắn có thể đem thiên đạo giải thích của Tử Tiêu thần đế thể ngộ lại càng thêm thấu triệt, tốc độ lĩnh ngộ cũng nhanh hơn. Dù vậy, thời gian vẫn là một ngày đi qua, Giang Nam lĩnh ngộ càng nhiều, liền cảm giác được tích lũy trong đầu mình càng phong phú, càng kinh người. Những tích lũy này cũng không thể để cho hắn nắm giữ thiên đạo nguyên vẹn, nhưng càng ngày càng tiếp cận thiên đạo nguyên vẹn. Thời gian ngày ngày chuyển rời, không biết qua bao lâu, Giang Nam chỉ cảm thấy thiên đạo thế giới của Tử Tiêu thần đế dần dần trở nên ảm đạm, rốt cục thiên đạo lạc ấn của vị thần đế này cũng biến mất. Trước mắt hắn lại khôi phục thanh minh như trước, thân ở bên trong đế lăng. Trận giả thiên kiếp này đã xong rồi sao? Giang Nam ngạc nhiên, thân hình run lên, đem tất cả hóa thân hết thảy thu nhập vào trong cơ thể, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nếu như cho hắn thêm thời gian, hắn nhất định có thể thu hoạch thêm nữa, để cho thiên đạo giải thích của mình tích lũy được tuyệt đối, không kém những bộ thiên thần nhân kia. Bất quá, giả thiên kiếp dù sao cũng chỉ là giả thiên kiếp, không phải là thiên kiếp chân chính. Thiên kiếp chính thức không chết không ngớt, mà giả thiên kiếp chỉ là khí cơ của hắn dẫn dắt mà thôi, đưa tới thiên đạo lạc ấn của rất nhiều viễn cổ thần đế còn sót lại trong mảnh vỡ La Thiên. Loại lạc ấn này theo uy năng hao hết cũng giải tán, không còn tồn tại. Cũng tức là nói, theo Giang Nam độ kiếp lần này, những viễn cổ thần đế còn sót lại thiên đạo lạc ấn kia cũng đã hao hết sạch uy năng, không còn tồn tại. Cho dù Giang Nam lần nữa ở địa phương này tăng lên một đại cảnh giới, cũng sẽ không gây ra bất luận thiên kiếp gì. Giả thiên kiếp bên trong La Thiên tuyệt cảnh chỉ có một lần, hắn là người duy nhất trong ngăn 5000 vạn năm ở chỗ này mà độ kiếp. Lúc này đây, cơ hội bị hắn sử dụng qua, những người khác lại tới đây tăng lên cảnh giới cũng không có thể dẫn động bất luận đại nạn gì. Nếu có thể tìm được những La Thiên mảnh vỡ khác nữa, ở trong đó tăng lên cảnh giới, nó không chừng ta còn có thể lại độ một hồi thiên kiếp như vậy. Bất quá địa phương như La Thiên tuyệt cảnh thật sự rất khó tìm. Giang Nam thở dài, lúc này đây tuy nói là giả thiên kiếp, nhưng mà hắn cũng không có chính thức độ kiếp, không có thể đánh vỡ cửa ải Tử Tiêu thần đế này, để cho trong lòng của hắn có chút tiếc nuối. Ta độ kiếp đã hao tốn mấy tháng, trong khoảng thời gian này chỉ sợ đám người chân pháp Phật đã đem đế lăng tìm kiếm một lần, không biết mấy tên kia tìm được bảo vật gì đây. Hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Đế lăng của vãng sinh thần đế không có nguy hiểm như bên ngoài. Giang Nam cùng nhau đi tới, ngoại trừ cấm chế trên tế đàn, liền không có nhìn thấy thần cấm nguy hiểm khác nữa. Cái này để cho hắn rất là kỳ quái. Theo hắn biết, địa phương như đế lăng này thường thường nguy hiểm khó lường, thậm chí ngay cả thần tôn cũng có khả năng vẫn lạc. Vãng sinh thần đế hiển nhiên không phải là một thiện nhân, tự nhiên sẽ không hảo tâm như thế. Không có ở trong đế lăng dự bị cấm chế gì,
chờ người khác tới đào phần mộ của mình lên. Chẳng lẽ đây là một giả mộ sao? Đế lăng chính thức không có ở chỗ này sao? Trong nội tâm của Giang Nam buồn bực, mặc dù là thần đế cũng sợ bị hậu nhân đào mộ, mà cường giả của chư thiên vạn giới rất nhiều đều là xuất thân từ đào mộ. Nghe thấy địa phương nào có cường giả chi mộ, liền như ong vỡ tổ mà chạy tới đào mộ, đến chết thì thôi. Thậm chí trong lịch sử có rất nhiều vị thần đế bản thân là dựa vào móc phần mộ mà lập nghiệp, cho nên loại chuyện nghi mộ này cũng không ít. Có một thần đế thậm chí bày ra 9 nghi mộ, 9 tòa đế lăng, tất cả đều là mộ không, bên trong chất đầy cấm chế, gài bẫy một nhóm lớn cường giả hấp tấp đuổi đi qua đào đế mộ. Biến thái nhất chính là một thần đế xuất thân từ đào mộ, hắn đối với đế lăng của mình coi trọng đã đến trình độ làm cho người ta tức lộn ruột, trọn vẹn vì mình kiến tạo 81 tòa nghi mộ. Về phần chân thân của hắn chôn khất ở đây nơi đâu thì không người nào biết được, đến nay còn là một mê đề. Giang Nam nói nơi này là nghi mộ thực sự, không phải là võ đoán. Nơi đây cấm chế quá ít, nguy hiểm quá ít, so sánh với đế lăng khác quả thực là giống như tiên cảnh, cho nên hắn mới có loại hoài nghi này. Tế phẩm trong thành này bị người lấy đi rồi. Giang Nam leo lên một tòa thần thành, đột nhiên lưu ý đến trên tế đàn thần thành, tế phẩm đã không cánh mà bay, mà tế phẩm trong thần thành thường thường là thần tôn cấp pháp bảo, thần tôn hướng vãng sinh thần đế hiến tế, bố trí xuống thần cấm không phải chuyện đùa, phải có thực lực trên thần tôn mới có thể làm được. Thánh thiên đại tôn, chỉ có người này mới có thể có thực lực bậc này thôi. Trong lòng Giang Nam khẽ động, lắc mình hướng những thần thành khác bay đi. Chỉ thấy trên tế đàn từng ngọn thần thành đã rỗng tuếch, tế phẩm phía trên hết thảy bị phá cấm mà lấy đi. Thần thành trong đế lăng có khoảng mấy trăm thần tôn chi bảo, đây quả thực là tài phú kinh thiên động địa. Nếu so sánh, Giang Nam thu 23 chân thần chi bảo kia thật không coi vào đâu cả. Thánh thiên đại tôn, muốn nhiều thần tôn chi bảo như vậy làm cái gì đây? Giang Nam đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói: hắn là muốn phản công thần giới, những thần tôn chi bảo này chỉ sợ liền là một trong những tiền vốn của hắn rồi. Mấy trăm thần tôn chi bảo, tài phú bậc này có thể nói là kinh thế. Thân gia của Giang Nam đã là cực kỳ giàu có và đông đúc. Trên người hắn có 2 kiện thần tôn chi bảo, một vật là chiến tranh lợi khí Trầm Luân Ma Thành, là trước đó không lâu từ trong tay thần ma dưới trướng Thánh Thiên Đại Tôn mạnh mẽ đoạt được. Một kiện khác chính là Bạch Ngọc Bình có thiên âm thánh thủy. Về phần thiên âm thánh thủy cùng đậu xuất thần hỏa cũng là một loại thần vật có uy năng khôn cùng, nhưng không phải là pháp bảo, không cách nào cùng thần tôn chi bảo chân chính mà sánh ngang. Thánh Thiên Đại Tôn một hơi nhận được mấy trăm thần tôn chi bảo, hơn nữa còn nhận được công pháp của vãng sinh thần đế, có thể nghĩ dã tâm của hắn tất nhiên bành trướng, cảm giác mình có tiền vốn, cùng đầu sỏ thần giới tranh đoạt đế vị. Thánh Thiên Đại Tôn, rốt cuộc là nhận được công pháp của vãng sinh thần đế như thế nào đây? Giang Nam nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói: hắn bị vây ở La Thiên Tuyệt Cảnh, trong lúc vô tình phát hiện đế lăng của vãng sinh thần đế, sau đó liền vào nơi đây. Sau khi khôi phục một phần thực lực, liền mở ra xiềng xích mà đầu sỏ thần giới kia khóa hắn. Hắn không chỉ có thu hoạch rất nhiều thần tôn chi bảo, khẳng định còn có gặp gỡ khác nữa. Vô luận hắn đi đến nơi nào, đạo tắc của vãng sinh thần đế biến thành viễn cổ tiên dân cũng quay đầu hướng hắn mà nhìn, không khí cực kỳ quỷ dị. Giang Nam đi lên thần đình do đạo tắc của vãng sinh thần đế biến thành, chỉ thấy từng tôn cổ lão thần ma đứng ở trong thần đình đồng loạt hướng hắn mà nhìn. Mặc dù lá gan của hắn thật lớn, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Thần ma trong thần đình này là những thần ma lúc vãng sinh thần đế viễn cổ tại vị, có chân thần, có thần chủ, cũng có thần tôn, thần quân, hình dung cổ lão xa xưa. Những người này sớm đã chết, hôm nay những thần ma hư ảnh này bất quá là vãng sinh thần đế đưa giọng nói và dáng điệu của bọn họ trở lại như cũ, đi ra ngoài mà thôi, cũng không phải là người thật. Mặc dù chẳng qua là đạo tắc của vãng sinh thần đế biến thành, nhưng cũng có thể thấy được viễn cổ thần đình là hưng thịnh bực nào, thần đế vinh quang là to lớn bậc nào. Đây là vạn giới chi tôn, mà hôm nay mặc dù thần đế cũng là vạn giới chi tôn, có hàng vạn, hàng ngàn vinh quang, thế nhưng ở trên thần đế còn có cửu tôn bổ thiên thần nhân, nắm giữ thiên đạo, thậm chí có thể trục xuất thần đế, giết chết thần đế. Mà ở niên đại vãng sinh thần đế kia liền không có bổ thiên thần nhân ở trên đầu áp chế, khi đó thần đế là vạn giới chi tôn chân chính.
Giang Nam ở trong thần đình này, đột nhiên hắn cảm nhận được một loại đế uy khác, tương tự Vãng Sinh Thần Đế, nhưng hơi có bất đồng. Bất quá, cỗ đế uy này giống như trước mênh mông không giới hạn, làm cho người ta cảm giác bị áp bách vô cùng. Sao? Đây là... Trong lòng hắn chực nhảy, thất thanh nói: Vãng Sinh Thần Đế, chứng đế chi bảo sao? Chỉ có Vãng Sinh Thần Đế, chứng đế chi bảo mới có thể có uy năng mênh mông như thế, tản mắt ra một loại đế uy tựa như thần đế. Giang Nam còn nhớ rõ, mình ban đầu thấy địa ngục đệ nhất sát khí chi bảo Sa La Kiếm để lại lạc ấn trong đế chiến chi địa là rung động như thế nào. Bất quá, Sa La Kiếm lưu lại chẳng qua là một đạo lạc ấn, mà hiện tại hắn thấy là thần đế chứng đế chi bảo chân chính. Nếu nói chứng đế chi bảo là pháp bảo lúc thần đế đột phá thành tiệu đế vị, có tính duy nhất ở lúc thần đế đột phá chứng đạo thành đế, kiện pháp bảo này cùng hắn đột phá nhận được tể lễ trước nay chưa từng có đế uy dung nạp đạo tắc toàn thân của thần đế, nhận được thiên đạo vạn giới gia trì, uy năng vô hạn, tương đương với một thần đế khác. Mà sau khi thần đế thành tựu đế vị, luyện chế pháp bảo, mặc dù uy lực cũng to đến kinh người, thế nhưng so sánh với thần đế chứng đế chi bảo, thủy chung có thiếu sót, kém chứng đế chi bảo. Bất quá, thần đế chứng đế chi bảo cực kỳ khó luyện thành, hơn nữa chỉ có ở lúc đột phá đế cảnh mới có cơ hội tăng lên tới chứng đế chi bảo. Bởi vì nguyên nhân này, chư thiên vạn giới rất nhiều thần đế cũng không có chứng đế chi bảo lưu truyền tới nay. Có chút chứng đế chi bảo cũng thường thường nắm giữ ở trong tay vài thế lực lớn bí ẩn, cực ít xuất hiện. Tình huống của Quang Vũ Thần Đế thì có chút bất đồng. Quang Vũ Thần Đế chỉ tu thân thể, không tu pháp bảo, nhục thể của hắn chính là pháp bảo mạnh nhất. Thậm chí có người phỏng đoán Quang Vũ Thần Đế đã đem nhục thể của hắn luyện thành chứng đế chi bảo. Chẳng qua là lời đồn đãi, không được chứng thực, người nào cũng không biết thật giả. Mà hiện tại, ở trong đế lăng của Vãng Sinh Thần Đế lại còn có thần đế chứng đế chi bảo, thật sự ngoài dự liệu của Giang Nam. Hắn men theo cỗ đế uy này nhanh chóng về phía trước chạy tới, nhanh chóng xẹt qua tòa tòa thần điện. Đột nhiên từng đợt pháp bảo va chạm hung mãnh cùng tiếng thần thông va chạm truyền đến, kinh người đến chí cực. Sao, nơi này còn có người sao? Trong lòng Giang Nam ngẩn ra, nhất thời tỉnh ngộ. Tất nhiên là đám người chân pháp Phật Đà cùng chân thần thành chủ của Trầm Luân Ma Thành kia giao thủ tranh đoạt thần đế chứng đế chi bảo rồi. Theo đế uy càng ngày càng nặng, Giang Nam cau mày, chỉ thấy ở phía trước hắn từng mảnh thần điện bị phá hủy, tàn gạch toái ngói, đổ nát thê lương, hỗn độn đến không chịu nổi. Chân pháp Phật Đà cùng chân thần thành chủ kia căn bản không có thực lực bậc này, có thể phá hủy đạo tắc của Vãng Sinh Thần Đế ngưng tụ thành thần điện, chẳng lẽ là Thánh Thiên Đại Tôn gây nên sao? Nếu như Thánh Thiên Đại Tôn vẫn còn ở nơi đây, chỉ sợ ta cũng vô duyên mà nhìn thấy Vãng Sinh Thần Đế chứng đế chi bảo kia. Những thần điện này là đạo tắc của Vãng Sinh Thần Đế ngưng tụ mà thành, thần đế đạo tắc đừng nói cường giả như Giang Nam không cách nào phá hủy, thậm chí ngay cả tham ngộ đạo tắc cũng không có khả năng. Coi như là thần chủ ở trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc có thể dung chuyển thần đế đạo tắc, thế nhưng thần tôn nói không chừng có thể làm được. Bất quá cũng chỉ là nói không chừng mà thôi. Trước mắt Giang Nam đối với chiến lực của thần tôn cũng chưa được kiến thức, chỉ là kiến thức qua vài món thần tôn chi bảo mà thôi. Theo như hắn biết, nơi này trừ mấy người bọn họ ra liền chỉ có Thánh Thiên Đại Tôn. Vì vậy Giang Nam mới suy đoán Thánh Thiên Đại Tôn có thể trở lại nơi đây, cố gắng đem chứng đế chi bảo này mà lấy xuống. Bất quá đợi đi tới nơi giao thủ, hắn không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy đang giao thủ căn bản không phải Thánh Thiên Đại Tôn, mà là đám chân pháp Phật Đà Thao Học Tôn Giả đang cùng chân thần thành chủ kia chém giết, giết đến long trời lở đất. Chân thần thành chủ kia hiển nhiên bị Cổ Vương thần chủ đánh cho trọng thương, tu vi thực lực không có khôi phục toàn bộ, thế nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát, thực lực không phải chuyện đùa, đem 5 người chân pháp Phật Đà giết đến rơi vào hạ phong. Thần ma bị lưu vong ở trong vũ trụ hư không, không có linh khí chống đỡ, sau khi bị thương rất khó phục hồi như cũ. Thế nhưng Thánh Thiên Đại Tôn có thủ đoạn trộm lấy linh khí của thần giới, hiển nhiên chân thần thành chủ kia nhận được qua Thánh Thiên Đại Tôn ban thưởng có thật nhiều linh dịch. Chẳng qua về phía trước nhìn lại, thủy chung không có tìm được tung tích của Thánh Thiên Đại Tôn, để cho hắn không khỏi dị thường buồn bực. Không phải là Thánh Thiên Đại Tôn, như vậy là ai tới đây đánh nát đạo tắc của Vãng Sinh Thần Đế? Sao, đó là... Thân thể Giang Nam bỗng nhiên chấn động, về mặt không khỏi dại ra. Chỉ thấy phía trước hắn một hồng trung đại khí phong cách cổ xưa vỡ đầy trên mặt đất, rách thành từng mảnh to nhỏ,
chính là những mảnh nhỏ này chuyển ra đế uy tràn ngập. Vô số mảnh nhỏ thần trung đang không ngừng chấn động, cố gắng phục hồi như cũ, thế nhưng thủy trung không cách nào tụ tập lại được, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình ngăn cách mảnh nhỏ thần trung liên lạc với nhau. Là chứng đế chi bảo của vãng sinh thần đế bị đánh nát rồi sao? Trong lòng Giang Nam rung động vạn phần, thất thanh nói: là ai làm đấy? Cái vấn đề này dĩ nhiên không có người có thể trả lời, chỉ có mảnh nhỏ chứng đế chi bảo kia nằm ở nơi đó vô thanh vô tức, tựa hồ chứng kiến một chuyện cũ không muốn người biết, một chuyện cũ kinh tâm động phách. Chẳng lẽ là cổ tiên làm loạn kia sao? Trong đầu Giang Nam không khỏi hiện ra thân ảnh thiếu niên áo vàng, hắn thầm nghĩ: hắn ngay cả La Thiên cũng có thể đánh nát được, ngay cả thiên đạo của chư thiên vạn giới cũng bị hắn đánh cho hỏng mất mà tan rã, cơ hồ chôn vùi chư thiên vạn giới. Có thể là hắn trong lúc vô tình giết tới đây, lực lượng liên lụy dưới vô tâm đánh nát chứng đế chi bảo của vãng sinh thần đế, đoạn tuyệt hy vọng phục sinh của vãng sinh thần đế rồi. Thủ đoạn sống lại của vãng sinh thần đế không chỉ là dựa vào vạn dân kính ngưỡng cúng bái, hắn giống như trước còn có một loại thủ đoạn khác, đó chính là chứng đế chi bảo của hắn. Chứng đế chi bảo tương đương với một vãng sinh thần đế khác. Vãng sinh thần đế đem chứng đế chi bảo của mình cũng chôn cất vào trong mộ, rất rõ ràng là tính toán để cho pháp bảo của mình tránh thoát trận diệt thế đại kiếp kia. Đợi sau khi đại kiếp qua đi, chứng đế chi bảo của mình từ trong mộ bay ra, tiếng chuông chấn động thiên hạ, để cho sinh linh thời đại mới cúng bái mình, thức tỉnh lại trí nhớ của thế hệ trước may mắn còn sống sót, sau đó đem mình từ trong tử vong gọi ra, trở lại nhân gian. Chẳng qua là hắn lường trước hết chuyện thiên hạ, nhưng không có ngờ rằng chứng đế chi bảo của mình bị người đánh nát, đưa tới con đường sống lại thứ hai của mình cũng bị phong kín. Nếu là tiên nhân gây nên, vì sao nơi này lại không có tiên uy, tiên khí lưu lại vậy? Cảnh tượng trước mắt đúng là có chút khả nghi, không có để lại bất kỳ dấu vết công kích của tiên nhân nào. Thế nhưng nơi này có một chút dấu vết khác lưu lại. Giang Nam chú ý tới tấm hỗn loạn chi địa này, người đánh vỡ chứng đế chi bảo kia có lưu lại mấy đạo trường ấn khắc ở trong hư không. Mấy đạo trường ấn này cùng trường ấn của bình thường người bất đồng, bởi vì trên trường ấn có 6 ngón tay. Hơn nữa, kỳ lạ nhất là tay trái tay phải đều có 6 ngón tay, hợp lại chính là 12 ngón, đối ứng với 12 thiên can. Một người tay có 6 ngón giết tới đây, không có lấy đi gì cả, chỉ đánh nát chứng đế chi bảo của vãng sinh thần đế. Đây là cái đạo lý gì vậy? Giang Nam ngạc nhiên, có chút sợ không được đầu óc, thầm nghĩ: loại vấn đề này rất khó khăn, chỉ sợ có vãng sinh thần đế hồi sinh mới có thể giải đáp được. Ta hiện tại vẫn là đi lấy mấy khối mảnh nhỏ chứng đế chi bảo kia. Hắn cất bước hướng mảnh nhỏ của bảo trung kia đi tới, thấp giọng nói: mặc dù là chứng đế chi bảo đã bị nghiền nát, nhưng trong mảnh nhỏ tích chứa uy năng, chỉ sợ cũng có thể sánh ngang với thần tôn chi bảo, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ sợ một chút đạo tắc của thần đế cũng đủ để đè chết một mảng lớn cường giả rồi. Lưu lại cho ta. Hắn mới vừa đi về phía mảnh nhỏ của chứng đế chi bảo kia, đột nhiên thân thể chân thần thành chủ kia thoáng lên một cái, một cái đại thủ từ đỉnh đầu xây dịch lên hướng hắn giết tới. Giàng giáo chủ, liên thủ diệt trừ người này, nếu không ta và ngươi mơ tưởng mà được mảnh nhỏ của chứng đế chi bảo kia. Chân pháp Phật Đà cao giọng quát lên, chẳng qua là bị đánh thật sự thê thảm, hồn nhiên không có khí độ từ mi thiện mục như thường ngày nữa. Diệt trừ ta sao? Các ngươi cũng xứng sao? Chân thần kia cười lạnh gằn lên, cho dù tu vi thực lực của ta chỉ còn lại có 3 thành, muốn giết chết các ngươi cũng rất dễ dàng. Giang Nam lắc mình hóa thành một đạo hóa tiên phi hồng, né tránh một kích kia. Hắn dừng lại ở phía xa cười nói, chư vị, các ngươi đã sát sát như vậy, tại sao không có nghĩ tới Thánh Thiên Đại Tôn cũng đã từng đến đây, đến qua nơi này, nhưng không có lấy đi những mảnh nhỏ chứng đế chi bảo kia. Nếu chúng ta giết đến chết thảm trọng, kết quả là phát hiện căn bản không cách nào lấy đi bất kỳ một mảnh nhỏ, kết quả chẳng phải là công giá tràng rồi hay sao? Chân thần kia hừ lạnh một tiếng, từ từ thu tay lại, đứng chắp tay nhìn sang Nam, lãnh đạm nói, cho dù không thu được mảnh vỡ chứng đế chi bảo, người cũng phải chết đi. Ấy ra, ta không phải là mới chỉ lấy đi một tòa Trầm Luân Ma Thành của ngươi thôi sao? Tại sao lại muốn ta chết không ngừng như vậy? Giang Nam tức cười nói, người đã là chân thần rồi, còn có thể đem vật ngoại thân mà nặng nhẹ như vậy hay sao? Nói sao thì Thánh Thiên Đại Tôn là muốn các ngươi bắt sống ta,
còn chưa nói đem ta xử tử đâu. Chân thần kia thản nhiên nói, tư duy ý thức của Thánh Thiên Đại Tôn truyền lại không đến được nơi đây. Ở chỗ này, cho dù ta tiêu diệt ngươi, lại có ai biết rõ đây? Hơn nữa, nếu như ta đạt được vãng sinh thần đế truyền thừa, khống chế chứng đế chi báo, sẽ không cần lại sợ Thánh Thiên Đại Tôn nữa đâu. Hắn có chút tự phụ, bất quá cũng nói hợp tình hợp lý. Cường giả như chân thần, mỗi người đều có tư chất bất phàm, cũng không cam lòng khuất phục. Nếu hắn có thể có được vãng sinh thần đế truyền thừa, đạt được mảnh vỡ của chứng đế chi bảo, không thể nói trước hắn thật sự có thể trở thành nhân vật cùng Thánh Thiên Đại Tôn mà chống lại. Giang Nam mỉm cười, cất bước hướng những mảnh vỡ của chứng đế chi bảo kia đi đến. Chân thần kia trong mắt tinh quang lóe lên, phi tốc lao đi. Chân pháp Phật Đà nhẹ nhàng mà thở ra. Vừa rồi vị chân thần này hướng hắn đánh đập tàn nhẫn, làm cho hắn quả thực chật vật. Giang Nam vì hắn mà giải vây cũng tương đương với trợ giúp hắn một lần. Bất quá hắn cùng với Giang Nam vừa là địch vừa là bạn, có liên thủ giết địch, cũng có ở lúc gặp được bảo vật hướng đối phương hạ độc thủ ngáng chân. Mà bây giờ chứng đế chi bảo ở trước người, chân pháp Phật Đà tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, lập tức cất bước xông về phía trước. Đột nhiên từng khối tàn phiến chứng đế chi bảo sáng lên, ong ong chấn động, phảng phất cảm ứng được có người muốn đem mình thu lại. Chỉ thấy vô số mảnh vỡ rầm rầm bay lên, thanh âm vang lên ở giữa không trung, tạo thành một chỉnh thể, khắp cả người đều là vết dạn. Cạch, tiếng chuông cực kỳ yếu ớt, ám ách rách nát. Hiển nhiên sau khi chứng đế chi bảo này bị người đánh nát, uy năng đã suy kiệt đến không thành bộ dáng. Nhưng chỉ ở trong nháy mắt, liền bên trong khẩu phá chung kia có thần đế đạo tắc như thủy triều vọt tới. Thần đế đạo tắc rậm rạp chẳng chịt, kích đãng mảnh trướng, đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Những nơi nó đi qua, không gian biến thành hỗn độn hồng mông, lưu manh mênh mông, tử khí lượn lờ, kinh người khủng bố. Chân thần kia cấp tốc lui về phía sau, Giang Nam cùng bọn người chân pháp Phật Đà cũng đồng dạng bạo lui, ngay lập tức mấy vạn dặm hướng ra phía ngoài báo táp bay đi. Pang! Thần đế đạo tắc bành trướng kích đãng, đem trọn thần đình bao phủ. Trong tích tắc, đạo tắc thôn phệ thần đình, mấy đạo nhân ảnh từ trong thần đình báo táp mà ra, như là thiên thạch kịch liệt trụy lạc, né tránh một kích này. Chỉ thấy trong thần đình, hết thảy thần điện thần cung, hết thảy bao phủ ở trong hỗn độn mờ mịt vô biên, đại uy khủng bố, để cho người run rẩy, để cho người phát run. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Sắc mặt mấy người trở nên vàng như nến. Vừa rồi vô số mảnh vỡ hợp thành phá chung kia gây dựng lại, không người nào xem trọng, lại để cho bất luận kẻ nào trong bọn hắn cũng không ngờ rằng, chính là suýt nữa liền chết ở dưới phá chung. Uy năng của chứng đế chi báo bị nghiền nát cũng mạnh mẽ như vậy, ai có thể đánh nát nó được đây? Bảo Âm Tôn giả đột nhiên lớn giọng nói. Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà liếc nhau, từng người lắc đầu. Tôn chân thần kia cũng kinh hồn vừa định, hừ lạnh nói, bất kể là ai đánh nát khẩu chứng đế chi bảo này, hơn 5.000 vạn năm đã qua đi, người này đã hóa thành cho bụi từ lâu rồi. Đúng là như vậy. Chân pháp Phật Đà gật đầu nói, khẩu chứng đế chi bảo nghiền nát này cũng không phải chúng ta có khả năng thu được, đoán chừng coi như là thần tôn đến cũng vô dụng thôi. Khó trách có thể lưu đến bây giờ, ngay cả Thánh Thiên Đại Tôn đến nơi đây cũng không thể đem nó lấy đi được. Thần đế đạo tắc như thủy triều kia dần dần lưu lại, tất cả đạo tắc hướng chính giữa hội tụ. Giang Nam lần nữa leo lên thần đình, hướng khẩu chứng đế chi bảo kia đi đến. Rất xa chỉ thấy trên khẩu bảo chung kia khắp nơi đều là vết sách, không có thể ủng hộ bao lâu, đột nhiên lại ầm ầm mà vỡ ra đầy đất. Hiện tại chỉ còn lại có đế quan thôi. Thần đế linh quan là chỗ mai táng của vãng sinh thần đế, một cỗ đế uy khác phát nguyên ra từ đó, rất dễ dàng tìm kiếm, men theo đế uy liền có thể tìm được. Đợi cho Giang Nam đến đó, chỉ thấy đám người chân pháp Phật Đà đã đứng ở trên cửu trọng thiên của thần đình. Thần đình có tất cả cửu trọng, nhất trọng thiên trồng lên nhất trọng thiên. Đợi cho tới cửu trọng thiên là một tòa kim loan điện cao cao tại thượng, tượng trưng cho địa vị chí cao vô thượng của thần đế. Mà ở trong kim loan điện, một quan tài bằng vàng treo cao ở giữa không trung, phía dưới là vô cùng hỗn độn hồng mông chi khí, phía trên là huyền hoàng nhị khí, tử khí tôn quý, huyền hoàng biểu tượng cho thiên địa vạn vật. Hồng mông tử khí trầm trọng vô cùng, đế quan phiêu phù ở trên nó. Thời gian ở trong tử khí bất động, đó là hỗn độn thuần túy, không có không gian, không có thời gian. Mà huyền hoàng nhị khí thì nhẹ nhàng linh động, một cái trầm trọng như đại địa, một cái thì nhẹ nhàng như bông. Huyền hoàng giao thoa, chất chứa vô cùng sinh cơ, tầm bổ tồn tại bên trong đế quan.
chân đạp vào tử khí, đỉnh đầu là huyền hoàng. Đây là biểu tượng quyền lực vô biên của thần đế. Cho dù sau khi chết đi cũng muốn có được vinh quang bậc này. Đế quan đã gần ngay trước mắt, nhưng tất cả mọi người không có động vào, mà là gắt gao nhìn chằm chằm vào đế quan này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Giang Nam tinh tế dò xét, chỉ thấy trên đế quan vô cùng trầm trọng này dán một tấm sắc lệnh kim chói, long lánh mắt người. Tấm sắc lệnh này tràn ngập một loại đế uy khác, không giống người thường, hẳn là một thần đế khác lưu lại. Thế hệ đạo trích tuy có đế danh, nhưng không xứng làm chư thiên thần đế. Vãng sinh thì làm loạn thiên hạ, này vĩnh viễn chấn không sai. Sắc lệnh màu vàng có chút phiêu động, chữ viết phía trên máu tươi đầm đìa, tươi đẹp ướt át, tựa hồ là vừa mới lấy đế huyết viết xuống, không giống như là đã qua hơn 5.000 vạn năm. Vãng sinh thần đế thật sự là bi. Thao Học tôn giả nhìn có chút thả hê, vừa mới ý định nói ra cái từ bi thúc này, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng câm miệng, khiếp đảm hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng may không có thần lôi gì trực tiếp đánh xuống. Hey, là ai đánh nát chính đế chi bảo của vị thần đế này? Thậm chí ngay cả đế quan cũng chấn áp vĩnh viễn như vậy. Trong lòng mọi người sinh ra cách nghĩ đồng dạng, người lưu lại đạo sắc lệnh này khẩu khí thật lớn. Nói vãng sinh thần đế là đạo trích chi đồ, không xứng làm thần đế của chư thiên vạn giới. Nếu như hắn phục sinh, tất nhiên sẽ làm hại thiên hạ, cho nên vĩnh viễn chấn áp hắn ở trong đế quan. Chẳng lẽ là đạo vương sao? Chỉ sợ chỉ có đạo vương, vị thần đế cuối cùng trước viễn cổ hạo kiếp kia, mới xứng có khẩu khí cùng khí phách lớn như thế mà chấn áp vãng sinh đế. Chân Pháp Phật Đà lẩm bẩm nói: đạo vương không có 6 ngón tay đâu. Giang Nam lắc đầu, ngẩng đầu mà nhìn lên, chỉ thấy đỉnh của Kim Loan Điện bị một chân trưởng đục lỗ, lưu lại một dấu chân. Dấu chân này cũng có 6 ngón. Hiển nhiên người giết đến đế lăng kia, một cước khai mở Kim Loan Điện, dẫm nát nắp quan tài của vãng sinh thần đế, sau đó dán một đạo sắc lệnh ở phía trên quan tài bằng vàng, đem vãng sinh thần đế vĩnh viễn chấn áp ở trong đế quan. Người đã từng bái kiến qua đạo vương sao? Chân Pháp Phật Đà khẽ nhíu mày nói: theo ta được biết, đạo vương vĩnh viễn bao phủ ở bên trong thần quang, căn bản không có người nào chứng kiến diện mục thật sự của hắn, chớ nói chi là bàn tay của hắn rồi. Người đục lỗ Kim Loan Điện, đánh nát chứng đế chi bảo kia, tay chân có 6 ngón, hai tay 12 ngón, đối ứng với 12 thiên can, bản chân cũng có 6 chỉ, hai tay hai chân đối ứng 24 địa chi, có khuynh hướng khống chế thiên địa hoàn vũ. Loại người này trong ngực ôm vũ trụ, lại trời sinh đế hoàng, tự nhiên chỉ có thể là đạo vương, vị thần đế viễn cổ cuối cùng thôi. Giang Nam tự nhiên sẽ không nói cho hắn biết mình đã từng thấy đạo vương chính thức. Khi đó, đạo vương cảm xúc chấn động, rất muốn tìm người nói chuyện. Bởi vậy, hắn không có thần quang bao phủ, mà là đứng chắp tay trước tấm bình phong. Bàn tay của hắn là 5 ngón, hiển nhiên phong ấn đế quan là một người khác hoàn toàn. Không phải đạo vương, kia sẽ là ai đấy? Hắn không khỏi nhíu mày. Đạo vương là thần đế, lúc hạo kiếp bộc phát ra, có lý do chấn áp vãng sinh thần đế nhất. Vãng sinh thần đế một mình tránh đi, giả chết để thoát thân, vứt bỏ hàng tỷ vạn sinh linh của chư thiên vạn giới cung phụng hắn. Loại người này không xứng làm thần đế. Thế nhưng chấn áp đế quan của vãng sinh thần đế lại hết lần này tới lần khác không phải đạo vương. Giang Nam tinh tế suy tư. Thời kỳ kia của đạo vương, thần giới có tất cả 9 tồn tại cấp bậc thần đế, 9 đại bổ thiên thần nhân. Những người này đều có thực lực kia, thế nhưng đánh nát chứng đế chi bảo của vãng sinh thần đế, lại để cho chứng đế chi bảo không cách nào phục hồi như cũ, chỉ sợ trong 9 đại bổ thiên thần nhân có thể làm được lại không có nhiều rồi. Chứng đế chi bảo tương đương với một thần đế khác, cơ hồ có được thực lực giống như thần đế. Muốn đánh nát chứng đế chi bảo bậc này, không phải thần đế bình thường có khả năng làm được. Ước chừng chỉ có nhân tài chứng được hoàng đạo cực cảnh mới có thể làm được một bước này thôi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đối với chấn áp vãng sinh thần đế, Giang Nam cũng không cho rằng vị bổ thiên thần nhân kia làm sai, trái lại hắn cho rằng làm vô cùng đúng. Vãng sinh thần đế sở tác sở vi vốn làm cho người ta khinh thường. Viễn cổ tiên dân cung cấp nuôi dưỡng hắn, cung phụng hắn, tín ngưỡng vô biên vô hạn để cho hắn trở thành thần đế thống trị chư thiên, mà hắn lại ở trước hạo kiếp lâm trận lùi bước, sinh linh tín ngưỡng hắn chết sống không để ý, muốn đợi cho hạo kiếp qua đi lại phục sinh một lần nữa thống trị chư thiên, một lần nữa để cho tất cả sinh linh tín ngưỡng hắn đạt tới hoàn cảnh vĩnh sinh bất diệt, vĩnh viễn
thống trị chư thiên vạn giới. Loại người này chỉ biết mình hưởng thụ mà không muốn có bất kỳ trả giá, bất luận cái hồi báo gì, đáng đời bị trấn áp vĩnh viễn. Nuôi con chó còn biết uông uông gọi hai tiếng, còn biết vẫy đuôi mừng chủ nhân, dốc sức liều mạng, cố gắng mà không cần hồi báo. Quả nhiên là ngay cả chó cũng không bằng mà. Cho dù vãng sinh là thần đế, cho dù vãng sinh kinh thái tuyệt diễm, khai sáng ra công pháp có thể vĩnh sinh, thế nhưng Giang Nam rất xem thường loại người này. Đột nhiên chân thần kia đi nhanh hướng đế quan, Giang Nam khẽ nhíu mày, hoành thân ngăn đón ở trước mặt của hắn, ngăn trở đường đi của hắn, mỉm cười nói: "Ấy da, vị tiền bối này, ngươi muốn làm cái gì đây?" Chân thần kia cười lạnh: "Đương nhiên là vạch sắc lệnh để cho thần đế phục sinh. Chỉ cần ta vạch sắc lệnh cứu thần đế ra, tất nhiên là chỗ tốt vô cùng. Họ Giang, hẳn là ngươi muốn cùng ta tranh giành hay sao?" "Ấy da, đây cũng không phải." Giang Nam mở ra con đường, cười tủm tỉm nói: "Ta là đang nghĩ, Thánh Thiên Đại Tôn cũng không thể vạch trần sắc lệnh. Vạn nhất tiền bối bị sắc lệnh chấn cho tổn thương, cái kia cũng có chút không ổn rồi." Chân thần kia cười ha ha: "Ngươi không nên làm ta sợ. Ta biết rõ Thánh Thiên Đại Tôn, người này tâm nghi kỵ rất nặng, nhất định là lo lắng vãng sinh thần đế phục sinh, mình lại trở thành người tín ngưỡng thần đế, lúc này mới không có vạch trần sắc lệnh. Mà ta lại không lo lắng cái này. Vãng sinh thần đế trọng sinh, trèo lên trên đế vị, mà ta là người giải cứu thần đế, tự nhiên công lao cái thế rồi. Từ nay về sau, vinh hoa phú quý, thăng chức rất nhanh." Hắn mặc dù lời nói như thế, nhưng đi tới trước đế quan, trong nội tâm vẫn có chút sợ hãi, lo lắng, e sợ lọt vào sắc lệnh phản kích, pháp lực toàn thân tụ tập ở trên bàn tay, từng chút hướng sắc lệnh tiếp cận. Trong mắt Giang Nam hung quang lóe lên, lục đại hóa thân ngay ngắn hiện ra, hợp lực tiến lên, nghiêu đấu thiên sát thương, sắc bén nhất, thậm chí ngay cả hắn pháp lực bản thân cũng rót vào bên trong đại thương, hung dữ hướng hậu tâm của hắn đâm tới. Bàn tay của chân thần kia còn chưa chạm đến sắc lệnh, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm xông lên đầu, không cần nghĩ ngợi, quay người một trường hung hăng đập tới. Xoẹt! Bàn tay của hắn chạm đến mũi thương của nghiêu đấu thiên sát thương, toàn bộ bàn tay bị chặt đứt. Bất quá Giang Nam toàn lực phát ra một phát này cũng bị đánh cho vạt ra, hiểm hiểm từ bên cạnh đế quan mà đâm tới. Bức chẳng diện này để cho da đầu của Giang Nam có chút run lên. Đâm trúng chân thần kia không có vấn đề gì, nhưng nếu đâm trúng đế quan, chỉ sợ từ trong đế quan truyền đến lực phản chấn liền đủ để có thể đem mình chấn vỡ trăm ngàn lần. "Tiểu quỷ, ngươi tìm đường chết sao?" Chân thần kia giận đến tím mặt, bàn tay bị chặt đứt bay lên trở lại xuống trên cổ tay, trong thời gian ngắn phục hồi như cũ, xoay người hướng Giang Nam đánh tới. Mà cùng lúc đó, chân pháp Phật Đà vô thanh vô tức bay tới, lấy tay liền chụp vào sắc lệnh màu vàng kia. Hắn hiển nhiên cũng có ý định như thần chủ kia, giật sắc lệnh xuống, cứu vãng sinh thần đế ra, thành người giải cứu vị thần đế này. Chỗ tốt tự nhiên là vô cùng vô tận. Không ngờ bàn tay của hắn còn chưa tiếp xúc đến sắc lệnh, chân thần kia dĩ nhiên đã bước lui Giang Nam, lập tức một trưởng hướng chân pháp Phật Đà đánh tới. Giang Nam xoay người đánh tới, ba người lập tức ở trong Kim Loan Điện đánh đập tàn nhẫn. Chân pháp Phật Đà hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Thao học, các người đi bóc sắc lệnh." Bọn người thao học bảo âm lập tức phóng tới đế quan. Giang Nam lục đại hóa thân bay ra, từng người cầm trong tay thần chủ chi bảo, đem bốn thần ma ngăn lại, mà mình lại cùng chân pháp Phật Đà liên thủ ngăn trở tôn chân thần kia công kích. Mọi người hỗn chiến thành một đoàn, từng đạo khí lãng khủng bố trùng kích, dư âm công kích của bọn hắn thậm chí có thể đánh nát thần minh chi bảo. Hư không đánh ra một cái động lớn, mà ở trong tòa Kim Loan Điện này lại không có nhấc lên bao nhiêu động tĩnh, thậm chí ngay cả hư không cũng không có rung chuyển thoáng trong giây lát. Giang Nam thoáng nhìn sắc lệnh màu vàng kia thỉnh thoảng tàn mắt ra từng đạo hào quang nhu hòa, ngăn lại dư ba công kích của bọn hắn, không khỏi nhẹ nhàng mà thở ra. Dù sao cũng là sắc lệnh của đế cấp cường giả, cho dù ta không cản bọn hắn cũng mơ tưởng mà bóc sắc lệnh ra. Hắn đang muốn từ trong chiến đoàn thoát thân, đột nhiên chỉ thấy quan tài bằng vàng của thần đế động đậy, vài giọt thần dịch bay ra, ối trao bắn vào trong mi tâm ba người bảo âm. Chỉ có thao học tôn giả chứng kiến thần dịch bay tới, ỷ vào tốc độ phi hành nhanh, lách mình tránh khỏi. "Vãng sinh thần đế sao?" Khấu gia, bảo âm cùng thương đạo ba vị tôn giả thần sắc ngốc trệ, qua một cái chớp mắt đột nhiên hướng đế quan kia quỳ xuống cúng bái, trong miệng hô to, một khấu cúi đầu. Đạo tắc quanh thân bọn hắn thì tuôn ra, hóa thành thiên đình lồng lộng. Bên trong thiên cung thần phủ
thiên đình có vô số thần ma hư ảnh hiện hiện cùng một chỗ hướng đế quan cầu chúc. Đạo âm ở trong Kim Loan điện vỡ bờ không dứt. Lễ tế huyền khung cửu tiêu, ngự lịch hàm thực, vô thượng chí tôn vãng sinh thần đế, thần đế vãng sinh, chí tôn vô thượng, ngự lãm vô cực. Lễ, lễ, kính. Một nghi thức cúng bái cùng cầu chúc phức tạp, vô sự tự thông từ trong miệng ba ma thần thốt ra, vô cùng thành kính, vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Tín ngưỡng và tín niệm của thần ma là cường đại bậc nào đây? Một thần ma có thể cung cấp tín ngưỡng tín niệm cơ hồ đồng đẳng với mấy tỷ phàm nhân. Tín ngưỡng lực của ba thần ma này thậm chí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành đạo tắc giống như thần hà, dũng mãnh tiến vào trong đế quan. Ầm ầm. Đế quan kia đột nhiên chấn động, thoáng trong giây lát, kinh động ba người Giang Nam vẫn còn trong ác chiến. Lúc này, ba người từng người thu tay lại, lui về phía sau, một bên nhìn chằm chằm đối thủ, một bên quét tới đế quan. Chỉ thấy bên trong đế quan truyền đến lực lượng chấn khai một đường, lại có vài giọt thần dịch từ đó chảy ra, ở giữa không trung hóa thành từng đạo lưu quang hướng bọn hắn kích xạ tới. Cái thần dịch này đến cùng là vật gì đấy? Bọn người Giang Nam lách mình liền trốn, duy chỉ có chân thần kia ỷ vào tu vi thực lực vô cùng cường hoành, căn bản không né, lấy tay liền hướng thần dịch kia chộp tới. Tích dịch kia bị hắn một chưởng nắm ở trong tay, lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, tựa hồ dung nhập đến trong thân thể của hắn. Ôi! Trong cổ họng chân thần kia phát ra tiếng gào thét giống như dã thú, hai mắt đỏ thẫm như máu, cơ bắp toàn thân bạo lên, tựa hồ thống khổ vô cùng. À! Hắn lên tiếng gào thét, quần áo quanh thân xoẹt một tiếng, chia năm xẻ bảy, thân thể thậm chí bị lực lượng trong cơ thể xé thành vết máu. Chân thần chi huyết như là thác nước chảy xuống. Im ngay, không được nhao nhao. Hắn lên tiếng quát lớn, sau đó một bàn tay run rẩy nâng lên, đột nhiên cắm vào trong mi tâm của mình, xuyên thủng cốt, tựa hồ muốn móc ra cái gì đó trong đại não. Đừng tới phiền ta. Hắn từ trong mi tâm phá vỡ, móc ra một nắm máu tươi cùng với óc, khủng bố vô cùng. Bất quá chân thần thân thể bất tử bất diệt, mặc dù đại não bị hao tổn cũng có thể đơn giản mà khôi phục. Cho dù ngươi là thần đế cũng mơ tưởng mà hàng phục ta. Lễ tế huyền khung cửu thiên, ngự lịch, ngự lịch, ngự lịch. Hai con ngươi của hắn đột nhiên trở nên ngốc trệ, phù phù một tiếng, hướng đế quan quỳ xuống, dập đầu cúng bái. Từng đợt thiên đình thiên cung thần phủ nặng nề tuôn ra, vô số thần ma hư ảnh cùng hắn chung một chỗ dập đầu cúng bái. Trong miệng những thần ma này truyền đến thanh âm đờ đẫn, thanh âm càng ngày càng cao, càng ngày lại càng cuồng nhiệt. Vô thượng chí tôn, vãng sinh thần đế. Giang Nam cùng với chân pháp Phật Đà không khỏi sờn hết cả gai ốc. Chỉ thấy tín ngưỡng lực của chân thần kia hóa thành thần hà cuồn cuộn như là thủy triều bắt đầu khởi động, dũng mãnh tiến vào trong đế quan màu vàng, để cho đế quan chấn động càng kịch liệt, tựa hồ tùy thời có thể chấn khai sắc lệnh chấn áp kia. Càng nhiều thần dịch từ trong đế quan màu vàng bắn ra, ở giữa không trung đan vào thành lưới hướng hai người chụp xuống. Xác chết trong quan tài vung dậy rồi. Thao Học Tôn giả hô to gọi nhỏ, vỗ cánh mà lên, gào thét hướng bên ngoài Kim Loan điện phóng đi. Hắn kêu lớn: "Con mẹ ngươi, chân pháp à!" Chân pháp Phật Đà thân hóa một đạo Phật quang rơi vào trên lưng Thao Học Tôn giả, pháp lực đạo tắc toàn thân hết thảy dung nhập đến trong cơ thể Thao Học Tôn giả, giống như bỏ mạng hướng ra phía ngoài bão táp mà đi. Cùng lúc đó, Giang Nam cũng bất chấp rất nhiều, thân hóa thành một đạo tinh quang viễn độn bay đi, tốc độ so với chân pháp Phật Đà không chậm hơn chút nào. Hai người rất nhanh liền bay ra khỏi thần đình, trùng trùng điệp điệp lướt qua từng tòa thiên không thành cùng thần thành, phi tốc hướng lối vào bay đi. Mà ở bên trong vô số thành thị, thành trì, thần thành phía dưới, nguyên một đám thanh âm to lớn vang lên, vô số viễn cổ tiên dân đồng thời hướng tế đàn cúng bái, trong miệng hô to: "Lễ tế huyền cung cửu tiêu, ngự lịch hàm chân." Mà ở trước lối vào, Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chạy ra khỏi nơi đây liền không cần lo lắng bị thần dịch cổ quái kia nhập vào thân thể chịu khổ tẩy não. Đột nhiên một thân hình hùng tráng từ trên trời giáng xuống, một tiếng ngầm vang đáp xuống bên trong cửa vào, ngăn trở đường đi của hai người. Rõ ràng là chân thần bị tẩy lão kia, trên mặt vẫn còn treo vết máu loang lổ, khuôn mặt khủng bố dữ tợn. "Giang đạo hữu, người vẫn là lưu lại đi, làm tín đồ của thần đế." Oanh! Hắn ngang nhiên hướng Giang Nam ra tay, bàn tay như vòm trời đè xuống, đem cả người Giang Nam gắn vào giữa lòng bàn tay của hắn. Vân tay rộng lớn mấy trăm dặm, hung hãn vô cùng.
Về phần chân pháp Phật Đà thì hắn chẳng quan tâm, tùy ý chân pháp Phật Đà từ bên cạnh hắn bỏ đi, nhảy vào lối đi, đào thoát ra ngoài. Chỉ để lại một mình ta, đây là cái đạo lý gì vậy? Giang Nam vừa sợ vừa giận, lục đại hóa thân hiện lên, cầm trong tay đại thương đại kỳ, mặt cờ cuốn động, chấn động vân tay hình thành vòm trời của hắn, để cho một trường này không cách nào rơi xuống. Một thân tu vi cùng thực lực của chân thần kia chỉ còn lại có ba thành, thế nhưng ba thành tu vi thực lực cũng không phải chuyện đùa. Mặc dù lục đại hóa thân của Giang Nam cầm trong tay đều là thần chủ chi bảo, cũng ngăn cản không nổi một kích này, bị chấn đến thổ huyết. Khai thiên! Giang Nam quát lớn, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Vừa mới đem một kích này ngăn lại, đã thấy chân thần kia một quyền đánh ra, giấu quyền nhất đẩy thiên địa, đường đường chính chính không thể địch nổi. Diệt thế! Thần quang toàn thân Giang Nam nổ tung, thần quang phún dũng trùng kích, hóa thành một cái cối xay cự đại, cắn nát thiết thảy. Khí huyết của Giang Nam công tác chuẩn bị đến cực hạn, đạt tới đỉnh phong không thể kéo lên, vậy mà không đợi chân thần kia công tới đã chủ động công kích. Hóa tiên! Tiên quang trong cơ thể hắn phun ra, không sợ không lo, quyết chí tiến lên, muốn cùng vị chân thần này mà phân cao thấp, đem hắn đánh bại, đem khó khăn trước mặt đánh xuyên qua, tiêu dao rời đi. Lại vào lúc này, một giọt thần huyết vô thanh vô tức đánh úp lại, bỗng nhiên từ sau ót của hắn chui vào, tiên quang phún dũng trong chốc lát dừng lại, cuốn ngược lại trở về trong cơ thể của hắn. Thân hình Giang Nam run rẩy, tích thần dịch này nhập vào não, ở bên trong mi tâm của hắn lập tức có vô số sinh linh hiện lên, viễn cổ tiên dân vạn tộc ở trong mi tâm của hắn cầu chúc cầu nguyện. Một tòa tế đàn cự lại bắt đầu hiện ra ở bên trong mi tâm của hắn, tín ngưỡng lực trên tế đàn ngưng tụ hóa thành hào quang, hào quang nồng đậm hóa thành kim thủy sáng chói mê người. Kim thủy thần dịch lưu động, viễn cổ đạo tắc đan vào, trên tế đàn hiện ra một thân ảnh xưa mà bá đạo tuyệt luân, đó là vãng sinh thần đế. Một giọt thần dịch này rõ ràng là tín ngưỡng lực của hàng tỷ vạn viễn cổ tiên dân thời kỳ viễn cổ tế tự vãng sinh thần đế mà hình thành, nồng đậm đến cực hạn biến thành thần dịch. Một giọt thần dịch vậy mà ở trong đầu của hắn hóa ra hàng tỷ vạn sinh linh, phảng phất những viễn cổ tiên dân đó lại hiện ra như là thiên ma phụ thể hiện ra ở trong đầu của hắn. Thậm chí ở trong đầu của hắn hình thành tế đàn cưỡng ép tế tự vãng sinh thần đế, cải biến nội tâm của hắn, cải biến tín ngưỡng của hắn. Một giọt thần dịch này rõ ràng là muốn mạnh mẽ hơn ở trong đầu cùng đạo tâm của hắn gieo xuống thân ảnh vô địch của vãng sinh thần đế, cưỡng ép hắn biến thành tín đồ của vãng sinh thần đế. Trong đầu Giang Nam truyền đến hàng tỷ vạn tiếng vang, phảng phất có hàng tỷ vạn sinh linh cung bái cầu chúc, vô số thanh âm hò hét khuyên giải thuần hóa, dụ dỗ hắn hướng vãng sinh thần đế cúng bái, dụ hắn phục tùng, dụ hắn sa đọa, dụ hắn biến thành tín đồ của vãng sinh thần đế. Mà vào lúc này, tôn chân thần ở ngoại giới kia đột nhiên thỏ tay, bàn tay lớn, một tay nắm Giang Nam trong tay, thân hình bay lên, trong mấy hơi thở liền trở lại trong kim loan điện, sau đó buông Giang Nam xuống, đặt ở trước đế quan màu vàng. Rộng mở tâm linh của ngươi, thần phục ta, kính ngưỡng ta, làm con dân của ta, quỳ gối dưới chân của ta. Trong nội tâm của Giang Nam, vãng sinh thần đế kia đột nhiên mở ra mắt phượng, lông mày giơ lên, vẻ mặt hưng phấn, cao cao tại thượng, như là thần đế cao cư ở trên 9 tầng trời quan sát một con sâu cái kiến, chờ mong con sâu cái kiến vẫy đuôi mừng chủ, chọc cho vui vẻ, lên thưởng chút thức ăn bày ra mà ân sủng. Thanh âm của hắn ầm ầm vang vọng trong ma ngục, có một loại cảm giác cao cao tại thượng về sự ưu việt. Đem tất cả bí mật, kể cả công pháp của ngươi, hết thảy không hề giữ lại, hiến tế cho ta. Ta cho ngươi vinh quang vô thượng, ngươi có thể vuốt ve bắp chân của ta. Hiến cụ tổ ngươi, vuốt ve con mẹ ngươi. Sắc mặt Giang Nam đỏ lên, tức giận mà giống to. Đại môn tử phủ ầm ầm mở, Huyền Thai Kim Nhân sải bước đi ra, chân to hướng tế đàn hung hăng dẫm xuống. Cùng lúc đó, ma ngục bốc lên, cả tòa ma ngục ầm ầm bộc phát, đem hàng tỷ vạn sinh linh hết thảy xoắn diệt cắn nát. Vãng sinh, ngươi muốn thuần phục ta sao? Không dễ như vậy đâu, hãy để cho ta đến thuần phục ngươi đi. Oanh! Tế đàn tính cả thân ảnh giống như vô địch của vãng sinh thần đế bên trên tế đàn bị hắn một cước dẫm nát dưới chân, hung hăng dẫm vào trong ma ngục. Chấn, chấn, chết đi, chết đi. Ngoài vãng sinh đế lăng, thân hình chân pháp Phật Đà chợt lóe lao ra khỏi hỗn độn, lập tức cảm giác được thiên nhân ngũ suy đánh tới, vội vàng thu theo học tôn giả vào mi tâm của mình. Ngay sau đó tế lên Phật cối xá lợi bảo vệ bản thân
chống cự thiên nhân ngũ suy. Giàng giáo chủ bị vây ở trong đế lăng, đáng tiếc mà, chỉ sợ hắn không cách nào may mắn thoát khỏi được. Chân Pháp Phật Đà quay đầu nhìn lại, thở dài, dọc theo khe sâu nhanh chóng về phía trước lao đi. Hắn thầm nghĩ, lúc trước vị tiểu giang giáo chủ này cũng đối mặt qua rất nhiều sinh tử đại hiểm. Người khác thường thường cho là hắn chết chắc rồi, nhưng hắn cũng nhiều lần thoát chết. Thế nhưng lần này bất đồng, lần này dù sao cũng là đế lăng, đế uy thật khó lường, khó lường.